Đầu tiên cho phép con xin gửi lời chào tới tất cả vị khách đến trước và cũng xin gửi lời mời tới tình cảm của tất cả vị khách đến sau. Kính thưa tất cả vị khách, như vậy là một buổi tối đã đến với tất cả chúng ta với bao nhiêu niềm vui mới, sự phấn khởi mới. Đó tất cả những tín hiệu mà chúng ta chào đón chương trình live âm nhạc ngày phúc của bạn trẻ Gia Bảo và Thanh Loan trong buổi tối ngày hôm nay. Chương trình âm nhạc trong buổi tối hôm nay sẽ được chính thức diễn ra tại sân khấu tư gia của chú rể Gia Bảo, mảnh đất thôn Thịnh Mỹ, Xuân Mỹ Nghi, Xuân Hà Tĩnh. Và chương trình trong buổi tối hôm nay sẽ được sự kết hợp của tất cả ekip làm nghề. Chương trình được thu hình trực tiếp tại sân khấu này bởi sự tác nghiệp của nhà quay phim ảnh viên áo cưới Bảo Sang Studio đến từ ngã tư Xuân Mỹ. Bây giờ thì khung giờ đã đến và tất cả chúng ta sẽ đến và hơn bao giờ hết. Trong lòng sự mong mỏi của chú rể, sự mong mỏi của gia đình cũng là sự mong mỏi của những người làm chương trình của chúng tôi. Rất mong sớm được đón nhận tình cảm của tất cả vị khách trở về đông đủ. Chương trình âm nhạc trong buổi tối nay sẽ được bão hòa với hiệu ứng âm thanh ánh sáng phải nói rất là chuyên nghiệp, với sự phục vụ của ekip làm nghề, với sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ DJ Dũng Lào đến từ mảnh đất thành phố Vinh, với tất cả những bản hit mới nhất mà Dũng Lào sẽ ra mắt cho tất cả vị khách trong buổi tối nay. Để đáp lại tình cảm đó thì Dũng Lào và những người làm chương trình rất mong sớm được đón nhận tình cảm của tất cả vị khách, đặc biệt là giới trẻ trở về với đêm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay. Và một lần nữa cho phép con đặt chia thay lời cho chú rể Gia Bảo, cô cho Thanh Loan, thay lời cho gia chủ của gia đình bên nồi. Xin được trân trọng kính báo và kính mời tới toàn thể quý bà con. Và kính thưa tất cả vị khách, em mở màn cho đêm nhạc trong buổi tối hôm nay tất nhiên sẽ là tất cả những gì mà giai điệu, tất cả những gì âm hưởng của nền nhạc sẽ nói ra, tất cả đó là tất cả dòng nhạc từ dân gian, chính thống, trữ tình. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với một cái tên cũng rất là quen thuộc với tất cả chúng ta trong những ngày tháng vừa qua, khi mà người con gái này xuất hiện trên sân khấu sẽ làm tất cả gì mình có để rồi dành cho chú rể của dâu, dành cho tất cả vị khách xem như một món quà tri ân. Xin mời tất cả chúng ta cùng đến với giọng hát của Thanh Nga. Điều đầu tiên, cho phép Thanh Nga xin gửi tới toàn thể quý vị một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc rất sôi động viết về đề tài mùa xuân, ca khúc có tựa đề Nắng Có Còn Xuân. Xin quý vị cùng lắng nghe. Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời, đôi đuôi xanh ngời, đâu đây tiếng đàn buồn lắm.